Và cảm ơn bạn Đức đã theo học cái chương trình cùng với công ty và mọi người trải nghiệm 3 ngày. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải chia tay và công ty có một món quà muốn tặng cho bạn, và hy vọng là từ cái món quà này sẽ lan tỏa đi. Đầu tiên là bạn tự do tài chính, sau đó là bạn sẽ lan tỏa cho nhiều người nữa, cũng được thành quả cho bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Trước hết thì cảm ơn thầy Tần, cảm ơn GHB. Thì mình cũng xin chia sẻ vài lời. Mình cũng là một người cũng giống như thầy Tần trước đây, là mình cũng là rất lăn lộn rất nhiều và thậm chí ra đời rất là sớm. Ngay từ lúc mà hồi học lớp 9 là mình đã đi ra đời rồi. Thì trong gần như là 5 lần phá sản, thì sau đó thì cũng gần 7 năm gần đây thì mình đã có doanh nghiệp rồi. Mình tự tin là kiến thức tài chính mình bữa nay ngon rồi đó. 7 năm lần trước bây giờ này mà 7 năm còn giữ được là thấy gần ngon rồi đó. Nhưng mà bữa nay cái lên học cái lớp của thầy Tần thì mình cảm thấy là chắc là kiến thức không hết rồi. Lại. Mà chắc chắn là từ kiến thức này là mình sẽ vững hơn rất là nhiều. Thì đó là kinh nghiệm của mình. Thực tế là mình đã trải thật, mà mình đây là cảm thấy là mình thấy là kiến thức này rất tốt, rất quý. Cho nên các anh, các chị, các bạn nên noi theo cái này thì mình nghĩ là nó sẽ hoàn toàn tự do về tài chính. Cảm ơn. Okay, cảm ơn bạn.